Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Vài hôm trước thì mình có đăng một bài viết trên tab cộng đồng và thực thể số 63, The Manglish, đã được bình chọn nhiều nhất. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ làm về thực thể số 63, The Manglish. Thực thể số 63, môi trường sống, level 9 và level 9.1. The Manglish là một thực thể to lớn, rất cao và đi lang thang trên đường phố ở level 9. Nhưng sinh vật này có tay chân rất dài và rất giống nhện, nhưng đầu và khuôn mặt lại giống người. Những thực thể này cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng rất hiếm gặp phải. Các thực thể này thường sẽ được nhìn thấy là đi một mình giữa những cái cây hoặc bò qua các ngôi nhà. Chúng rất thù địch và sẽ tấn công nếu ta lọt vào tầm mắt, nhưng chúng chỉ có thể xuất hiện trong một số sự kiện đặc biệt. Những sự kiện đặc biệt đó là gì thì chúng ta cùng đi sâu vào nào. Những thực thể này chỉ xuất hiện khi một người lang thang đã ở trong level 9 được vài ngày. Trong những ngày này, những người lang thang sẽ thấy ngẫu nhiên những mảng sương mù lớn ở level 9. Loại sương mù này không gây hại, nhưng có thể làm hỏng thính giác trong một khoảng thời gian ngắn do lượng lớn tiếng ồn của gió bị méo mó phát ra từ trong sương mù. Loại sương mù này cũng có thể giảm xuống nhiệt độ dưới 0 độ C, vì vậy nó thường rất lạnh. Sau khi những người lang thang chạm trán với đám mây sương mù trong một khoảng thời gian nhất định, The Manglish sẽ bắt đầu xuất hiện. Chúng săn mồi bằng cách bò xung quanh các công trình lớn theo những cách dường như không thể. Khi những thực thể này phát hiện ra bạn, chúng sẽ phát ra một tiếng ồn bị bóp méo từ miệng. Và âm thanh này có thể được nghe thấy từ cách xa hàng dặm. Hiệu ứng này có thể xóa ký ức của một người một cách ngẫu nhiên, thậm chí là có thể tạo ra ký ức giả. Nhưng điều này dường như chỉ là tạm thời. Hiệu ứng gió cũng có thể khiến cho một người rơi vào trạng thái điên loạn. Vì vậy hãy sử dụng Almond Water khi có thể. Khi đến gần, bạn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng khóc thút thít phát ra từ thực thể khi ở gần. Chúng sẽ tấn công bằng cách dẫm lên bạn hoặc cố gắng nâng bạn lên khỏi mặt đất. Chúng có thể noclip thông qua các công trình và có thể tấn công bạn rất dễ dàng khi ở bên trong một công trình. Đây là điều khiến cho thực thể trở nên cực kỳ nguy hiểm khi chúng có khả năng noclip xuyên qua các công trình. Điều này sẽ khiến chúng có thể đột kích bạn một cách dễ dàng, có thể là tấn công từ một ngôi nhà hoặc một cái cây hoặc bất kỳ công trình nào. Những thực thể này thường đi săn một mình và theo các nhân chứng, chúng thậm chí sẽ tấn công lẫn nhau nếu thực thể này ở cạnh một thực thể khác. Thị lực của thực thể này dường như rất kém, vì vậy cố gắng đừng đến quá gần. Những thực thể này thường cao khoảng 30 đến 50 feet thông qua cấu trúc chân dài của chúng và điều này khiến chúng rất dễ bị phát hiện. Nhưng những sinh vật này dường như có khả năng thay đổi kích thước và độ dày của các chi theo cách mà chúng muốn. Những thực thể này có tứ chi di chuyển một cách kỳ lạ, theo một cách không tự nhiên. Các khớp của chúng có thể uốn cong theo nhiều cách, và chúng dường như có thể tạo ra các khớp mới nếu cần. Cơ thể của chúng rất giống một bộ xương với làn da cũ chảy xệ. Đầu của chúng có kích thước bằng một con người bình thường. Đôi mắt của chúng có màu đen tuyền và phản chiếu như trong bức ảnh trên. Thực thể cũng có một cái miệng mở lớn, dường như luôn luôn mở và phát ra những tiếng động méo mó đã được đề cập trước đây. Các thực thể này có thể bò qua các công trình lớn theo những cách bất khả thi, thậm chí là đến mức các khớp của chúng có vẻ bị lún vào các công trình này. Đồng thời, các thực thể này có tốc độ rất nhanh và có thể dễ dàng bắt kịp những kẻ lang thang đang chạy khỏi nó. Thực thể này được phát hiện khi nhiều người lang thang đã ở bên trong level 9 khoảng 12 ngày và đã chạm trán được những luồng sương mù kỳ lạ. Và khi những người lang thang nhìn thấy The Manglish, họ đã chạy hết sức có thể nhưng vẫn bị The Manglish tấn công. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với The Manglish. Đầu tiên, bạn hãy tránh xa sương mù, mặc dù điều này gần như là không thể. Đồng thời, bạn cũng phải giữ một khoảng cách xa đối với The Manglish, cố gắng chạy nhanh nhất có thể nếu bạn bị phát hiện. Nếu bạn thấy những làn sương mù kỳ lạ thì đừng tiếp cận với chúng. Đừng cố gắng tấn công The Manglish vì đa số những nỗ lực để tấn công và tiêu diệt thực thể này đều dẫn đến thất bại. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.